Dòng đời trông gai phải đi học vì tương lai, ngày dài tháng nhớ đã bao đêm về con miệt mài. Nhìn mẹ cha gian khó dưới quê, lòng con thương vô cùng. Nhận ra phải sống xa quê chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Con đã biết năm gái đến mơ, lo học thi làm thêm tất bật. Con giờ không trẻ con như trước, sẽ là người mẹ cha mong ước. Vì ngày vào đại học, từng hứa với cha sẽ học hành thành tài và sẽ xây nên ngôi nhà vững chãi, cho bao mưa gió không còn làm dâu nghĩ mẹ. Mẹ ai từ giờ này chẳng còn những lo toan trong cuộc đời này. Chờ đến khi con quay lại vững bước, đi cả thế giới cũng nơi nổ vâng quê hương. Mẹ cha chính là cả cuộc đời. Năm con 20 đã xa mẹ cha yêu dấu, xa nơi quê hương đến phương trời xa nước nâu. Trong tim con luôn quyết tâm ngày đêm nung nấu, và con sẽ xây dựng được tương con vào đây. Cứ loay hoay mình con ngày đêm, dù xung quanh còn bao niềm vui nhưng con vẫn buồn. Ngày con trong vòng tay mẹ cha, những yêu thương giờ đây rời xa. Con nhớ lại để ôm một mình nhớ thương. Thời gian qua lòng con từ đây đến tháng này lại mong về quê. Mẹ cha ơi cho con, vì xuân này con sẽ về. Cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, đó đêm giao thừa trong bình yên. Con biết là không nơi đâu bằng nhà ta. Con biết là không nơi đâu bằng nhà ta. Thưa quý vị, xin được giới thiệu cặp hot boy hot girl nhà Vân Vũ, Phi Long và Thiên Thành. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Anh Vũ thiệt là, anh là cái nói là sao ta? Ví dụ mình ngồi xuống được không em? Em ngồi xuống đi. Anh Vũ là ảnh là em nghĩ là chị Ốc là anh Vũ là có một cái gọi là cái chiến lược, cái chiêu mà kinh khủng khiếp. Về cái chuyện mà ấn tượng với khán giả là chắc chắn tụi con có điểm rồi đó. Cô cũng chỉ có một ý chút xíu như thế này nè. Không phải cứ bài buồn là tụi con ra tụi con buồn thất thểu vậy đâu. Thật sự thì khi mà cô nhìn ấy, trời ơi, chết rồi, nó buồn có khi nào nó xỉu luôn không trời. Đi mà cái chiều hướng là toàn đi xuống. Đúng rồi, cái chiều rũ rượi á, cái tay chân của con bị rũ rượi quá. Nó rũ rượi hết, không có chủ động được tay chân á. Cô biết là chú Vũ á, có ý đồ là muốn tụi con thể hiện cái bài hát này là xa quê chẳng dễ dàng. Đúng là như vậy, cái buồn của con là như vậy. Nhưng mà hãy thể hiện cho người ta là cái buồn này mình sẽ cố gắng và mình sẽ làm cái gì đó để cho nó có ý nghĩa trong cuộc sống này. Chứ nhìn như tụi con buồn là giống như là buồn thôi, buồn chiều rồi, buồn banh chành té bẹ hết, buồn quá con ơi. Mình không nên buồn mà mất năng lượng như vậy. Nếu như có thể thì nếu như lần sau cô hy vọng là mình, ca sĩ nào cũng vậy, họ lên họ thể hiện bài hát, đúng là họ thể hiện cái bài hát buồn đó qua cái giọng hát của họ, qua ánh mắt. Nhưng mà hãy làm sao cho người ta thấy cái buồn này rồi sẽ qua đi và năng lượng lại tới. Cô hy vọng là có thể góp ý một chút xíu về tụi con để chúng ta có thể tốt hơn nữa những vòng sau. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô ạ. Buồn nhưng mà vẫn giữ được cái sự tích cực. Ví dụ như con nhìn cái nét mặt của cô Như, mặc dù cô có buồn đi nữa nhưng cô vẫn sang, cô vẫn giữ được cái thần thái trong cái nét buồn của khuôn mặt của cô. Vâng. Hai con sao á, chị Ân ơi em khổ quá. Biết rồi, hiểu ý ha của Huy với Như rồi. Cảm ơn nhiều, xin ghi nhận. Thực ra là để mà coi như tinh tế tới cái mức mà thể hiện được cái buồn mà nó không có rũ rượi, nó không có thất thểu, nó không có mất năng lượng là cũng cần có cái kinh nghiệm như chúng ta. Chứ còn các con còn rất là nhỏ, biết mà cỡ như là chú Huy với cô Như mà có mắt cá xê là cũng không có buồn tới mức đó. Không gì vậy chị sao chị ví dụ thôi. Ví dụ sang lên em, sang lên em. Chị Ốc ơi, mình vô chủ đề đi nào. Nhưng mà Vân xin được ghi nhận ý kiến của hai bạn và hứa rằng là nếu như mà Phi Long với lại Thiên Thanh của đội Ốc với Vũ mà còn đi xa nữa, lần sau quay lại sân khấu mà có buồn thì sẽ buồn kiểu khác. Buồn vẫn có năng lượng, buồn vẫn có năng lượng. Một lần nữa xin chúc mừng Phi Long và Thiên Thanh. Cảm ơn hai bạn. Và Dạ Thảo với ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Ngỡ mừng tiết mục Tam Ca. Cảm ơn các bạn. Nhắn tin theo cùng gió, gần còn đây đổi chúc mừng Bảo Cương, Ngọc Thanh và Ngọc Đức. you say. Đồ ăn thì mắm, trái cây thì heo, nhạc Tây thì mờ lớn hay. Dạo quanh thành phố, nhạc cao nhiều thế, đường xa you say hay. Đồ ăn thì mắm, trái cây thì heo, nhạc Tây thì mờ lớn. San sư san xê công liễu công xê công xê. San xê công liễu công xê công san. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi sẽ quê mấy hôm. Sang xe công tay sắt nách mang cho cháu thêm chút quà. Ngoài đường con xe hơi ngồi ngồi sai tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co gió mới thấy vui nên tôi thấy buồn nôn nao lòng. Sao mà mắc trai mít heo qua cho muốn ăn. Dân ca hết thời nên nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Dân ca hết thời nên nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Thêm thấy không quen nơi đây, chắc về quê mần lúa quá à. Thêm nhớ dân ca quê hương, lời ru ấm lòng. Thêm nhớ con chồng quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Tuy tôi hơi lúa vui, thêm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy còn bầy heo. Tuy tôi hơi lúa vậy mà lòng vui à nha. Sang công liễu công xê công xê. Sang xê công liễu công xê công sang. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi sẽ quê mấy hôm. Sang xê công phố xá đông vui dạo quanh phố phường. Wow, nhộn nhịp tươi vui. Trời đất ơi, cảm ơn các bạn nhỏ. Ôi, thím Hai Lúa. Thím Hai Lúa hôm nay đi đâu mà tọa lạc ở trên sân khấu của chúng tôi đây? Trời ơi, áo màu hường. Thím Hai Lúa mặc đồ xịt in ghê. Đó, đây, không biết cái giỏ này dựng gì mà nặng ghê. Mà nhìn thấy quen quen ta, quen vòng coi. Quen vòng. Con Bảo Ngọc này chú Khang. Trời đất ơi, Bảo Ngọc đó hả? Dạ. Trời, bình thường công chúa lộng lẫy đó, sao nay bà ba dữ vậy? Dạ. Dạ. Người Hai muốn lắng nghe thím Hai Lúa phiên bản thật chia sẻ về thím Hai Lúa phiên bản nhí. Nhìn là thấy dễ thương rồi còn nói gì nữa, nhưng mà có điều là thím Hai Lúa phiên bản lớn này, phiên bản gốc này chưa có bao giờ mà được mặc cái áo màu hường vậy đó. Trời, mà đã vậy đó, ha. Cứ thắc mắc tại sao ta thím Hai này tại sao lại không mang guốc cho nó đúng ta, nhưng mà bây giờ mới phát hiện là nếu mà mang guốc nữa nhảy cái tưng tưng nó chắc nó rớt ra guốc té thấy mồ luôn. Cho nên mang dép. Nhiều khi chiếc đi chiếc ở lại. Yeah. Kính thưa quý vị, câu chuyện kể rằng ngày người mẹ qua đời, người cha đã dồn hết tâm trí của mình để nuôi đứa con khôn lớn. Ngày tiễn con qua phà, nước mắt tuôn rơi. Người cha đau xót, lặng thầm nhìn người con dần xa khỏi tầm mắt của mình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác đầy cảm động của nhạc sĩ Minh Vy, ca khúc Cha Già. Và hãy cùng đến với sự kết hợp giữa Minh Thiện và Bích Tuyền. Bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn, giờ cháu quậy đây. Bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn, giờ cháu quậy đây. Chị Hai ơi, sao cha ho hoài vậy? Ừ, hổm ra cha ho nhiều lắm, sức khỏe cha dạo này yếu quá. Bánh bò, bánh tiêu. cây lúa non xanh mộng cũng nhờ chậm bồn. Dầu dài nắng mưa cha mẹ tao toàn một đời, con không đem cha buồn với nhiều thương nhớ. Mẹ đã xa rồi, cha là sữa mẹ đời con. Ngày ngày qua, cha của tôi đã già, cha của tôi vui mừng, mừng vì con giờ khôn lớn. Rau hàng nghẹn ngào thương cha biến bao. Bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn, giò treo quẩy. Ngoài bờ kia nắng lên, nắng soi cha bọt tóc thêm. Ngoài kia con nước lên, cha già mỉm cười một mình. Sao ở nhà hai chị em có gây lộn với nhau không nè? Con có ăn hiếp chị không? Dạ không. Trời ơi, cha có mệt không cha? Cha không mệt. Hôm nay cha bán được nhiều bánh không cha? Coi bộ hôm nay bán không có hết. Thôi bữa nay gia đình mình ăn bánh bò bánh tiêu trừ cơm nữa nha. Đây. Cầm đi. Cha không sao. Cha thiệt là cha không sao không cha? Cha thiệt mà, cha không sao. Thiệt không cha? Cha nói thiệt. Cha! Cha sao con rồi? Cha với mẹ thân sao? Thưa quý vị, ca khúc Cha Già. Và xin được cảm ơn diễn viên Nam Trung đã thể hiện vai người cha vô cùng xúc động. Mặc dù là cuộc thi hát nhưng mà lại diễn xuất cũng rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên được huấn luyện viên ghép đôi với nhau thành một cặp song ca mới. Nhưng mà có vẻ là sự kết đôi này vô cùng ăn ý, đã hòa quyện trong ca khúc Cha Già, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy. Và chúng tôi xin mời các cặp huấn luyện viên chúng ta chia sẻ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy đã viết một bài hát về người cha quá giàu cảm xúc, quá xúc động. Minh Vy là ông chồng bà Cẩm Ly hả? Cái từ gì là giới thiệu vô? Cái ông này là một cái ông con nhà giàu. Ông lớn lên trong một cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Làm sao mà một người nhạc sĩ có đầy đủ tất cả những cái tình cảm, cảm xúc để viết về một người cha? Đó là những người nghệ sĩ rất là sâu đậm, quan tâm tới đời sống, quan tâm với tất cả những gì diễn ra xung quanh mới đưa ra những cái bài hát như thế. Và hai đứa con cho cô một cái cảm giác là khi mà cô được ngồi ở đây trong cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này, không chỉ nghe tụi con hát qua mỗi vòng thi mà được coi tụi con trưởng thành, diễn xuất. Và những cái sự dàn dựng của huấn luyện viên á, làm cho cái bài biểu diễn nó nâng lên một bậc nữa cùng với âm nhạc. Xin mời gia đình Vũ Trang. Ở cái đoạn đầu á, nếu như mà khi mà cha đi rồi, đang rao cái câu rao đó thì tụi con nói sao cha ho dữ vậy. Giá như mà hai con tương tác với nhau chút xíu, hai chị em lo lắng chút xíu cho cha, chứ đừng có đứng ở đó mà chờ tới câu mình hát. Cô đang chờ tụi con cái sự quan tâm tới người cha, hoặc là hai chị em phải có cái gì đó với nhau. Tự nhiên hai đứa đứng rất là lâu để chờ vô cái câu hát của mình, bị tiếc cái khúc đó chút xíu thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết, chỉ có đúng cái đoạn mà hai con vừa mới thoại xong hai con đứng lại đây, xong đợi để câu hát vô. Mà chỉ có cái đó thôi. Đúng rồi, nếu như mà lúc đó mà phải có thêm một hai câu thoại hoặc là diễn chút xíu nữa là rất là ok, hay lắm luôn. Hiểu là ý cô Trang. Bây giờ tới phiên cô hỏi nè. Ba rao, ông cha ông rao, tụi con ngủ giả bộ thôi, tụi con thức dậy thì tụi con sẽ làm gì, nói tiếp cô nghe cái đó. Dạ tụi con sẽ nhìn theo hướng cha đi. Rồi sao nữa? Thoại xong rồi sao nữa? Dạ nhìn. Dạ rồi sao nữa? Tiếp theo hát ở đâu, đứng ở đâu hả? Dạ đứng ngay chia sân khấu ra làm hai để. Trời ơi, cô dặn rất là kỹ. Cô bảo là nhìn theo cha, cha vẫn rao con nhìn theo. Rồi hai chị em lúc thoại là phải nói cha ho vậy đó, rồi vẫn ngóng theo. Tại vì cái nhạc nó còn rồi con vẫn ngóng theo. Con có thể đứng đó hát một hai câu bắt đầu con đi qua. Cô chỉ cái đó rất kỹ không? Có không? Có không? Dạ có. Hôm nay thoại xong đi ra đứng đợi làm chi để cô Trang cô giặt trần ra như vậy. Cô Ly cũng không hài lòng ở chỗ đó nữa. Nhưng mà cô Ly khen là như vậy nè. Thứ nhất là quý vị cũng biết là đây là một cặp rap mới. Và bé chưa bao giờ biết cái vụ diễn hết. Và khi mà diễn cái này, khi mà cho những cái đoạn thoại, cô Ly phải ghi ra từng chữ, bắt về học cho rất là kỹ, phần của Thiện, phần của Tuyền. Và ngay cả cái tiết tấu khi nói cũng không được nữa cô Trang biết không? Cứ chẳng hạn như chị Hai ơi sao hôm nay cha như vậy, hổm rài kiểu vậy đó. Cha ơi sao cha vậy, nó dồn dập lên chứ không phải cha ơi sao cha ho dữ vậy, không có được. Hiểu không? Và tới những ngày tập vẫn là như vậy. Cô Ly ơi, mình phải nói từ từ vậy mình mới vô ca được cô Ly à. Kể cả những diễn viên chuyên nghiệp, nhiều người lên phim cũng bị y chang như vậy, bị cái thoại mà đúng như đọc theo cái thoại chứ không phải là theo cái tinh thần đó. Mà quý vị nhớ ở những tuần thi trước á thì bé Minh Thiện khi mà ra diễn, mặc dù con có giọng hát rất là hay nhưng mà con không tự tin, trên gương mặt của mình nó thể hiện rất rõ điều đó. Tuyền cũng như vậy. Tuyền nhớ không? Tuần trước con ra con hát cái bài mà chiều lên bản thượng đó. Nói chú Nghĩa chọc con, trời ơi sao cái cô sơn nữ cầm cái chày giả mà giả không có đúng nhịp nữa. Thì tuần này với cái phần biểu cảm của con, chú hoàn toàn rất là hài lòng. Còn dĩ nhiên trong cái bài của mình á, các con có thể là ra sân khấu các con khớp, cho nên các con quên đi cái đường dây mà cô chú đã hướng dẫn. Cái điều đó chú hiểu. Bởi vì những diễn viên chuyên nghiệp như chú Nghĩa hay cô Trang nhiều khi lên sân khấu bị quên là cái chuyện cũng hết sức bình thường. Nhưng mà cô chú ở đây á, thì đủ bản lĩnh để xử lý những cái tình huống mà mình gặp phải, những cái sơ sót. Còn hai con còn quá nhỏ, còn quá mới, cho nên các con chưa biết làm thế nào để lấp đầy những cái khoảng trống mà mình vô tình đã tạo ra. Cho nên đó là cái điều mà cô Trang, chú Vũ và cô Cẩm Ly đang muốn nhắc nhở các con, để lần sau có lên sân khấu thì mình cần phải tập trung hơn nữa, mình phải chú ý những cái điều mà cô chú đã hướng dẫn để cho cái bài diễn của mình trọn vẹn hơn. Phần trình diễn của Thiện và Tuyền, hai em diễn rất là hay. cuối đến trường thủa con bắn bướm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam đời sống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thủa con hai đứa tắm. Giờ này nên nghĩa câu châu thương ai xa xứ nhớ nhà, bao năm ta phương đất là quê ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy với nỗi nhớ. Rất là dễ thương đúng không ạ? Đó là phần trình diễn của Quỳnh Nhi và Quốc Linh. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn. Cho chú lên với tụi con luôn nha. Trời ơi, ở trên đây một đồng lúa xanh bao la bát ngát. Màu vàng mà em. Xanh đâu? Em tưởng chị ha. Trời ơi. Dạ. Trình diễn xong rồi tụi con thấy sao? Mở màn có rung không? Sao? Dạ không. Dạ không. Một câu trả lời rất xúc tích. Dạ, cảm ơn con. Cũng không. Con cũng không đúng không? Ngày hôm nay thì tụi con mở màn rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào rồi. Để xem cảm xúc của các cặp đôi huấn luyện viên như thế nào nha. Đầu tiên là mời chú Duy với cô Như trước ạ. Cô Như, nãy con mà trả lời á, con có là cô Như không tin đâu. Tại vì thật sự khi mà lên sân khấu hai đứa con không có thể hiện gì là mình đang rung và hồi hộp cả. Các con biểu diễn giống như là mình đang sao ta, đang trình diễn chứ không phải là đang thi nữa. Chắc con không thấy được cô Như với chú Duy múa điên loạn ở dưới này đâu, tại vì thả hồn vào cảm xúc với bài hát, không có cảm giác mình đang ngồi coi các con thi nữa, mà nó đang ngồi coi ca nhạc thật sự luôn á. Linh ơi, con hát tình cảm ngọt ngào, còn Nhi thì hôm nay con giống như là một cái sao ta, thiếu của thiếu nữ á. Thiếu của thiếu nữ tức là thiếu nữ mà thiếu một xíu, đúng không? Nó cái sự chững chạc của con cả về cái giọng hát nữa. Cô cảm thấy con tiến bộ, con thật sự tiến bộ rất nhiều. Cái này phải cảm ơn chú Trung, tại vì đúng cái e của chú Trung rồi nên chú Trung đã làm cho các con có một tiết mục rất đẹp mắt mà êm lỗ tai. Nói chung là cô rất thích. Chúc mừng hai con. Bây giờ mình cảm ơn gia đình nhà mình trước, cả mình nghe tiếp nè. 2, 3. Dạ con sẽ hay được đấy. Ê, được á, y chang con này, y chang con này. Con được vậy chú thích nè. Cái này tôi chịu nha. Cái này hình như con tôi. 2, 3. Dạ con xin cảm ơn. Hỏi luôn đi, hỏi luôn đi. Chú thích đó. Có tình cảm ở trong tim. Hát thôi, đừng nói, hát thôi con. Vâng. Tiếp tục ạ, xin mời Hoàng Minh Vy và Huỳnh Lập. Thấy cái màu vô gia đình bên đây ghê luôn, màu đỏ đỏ chói chói đẹp dễ sợ. Đúng là mở màn một tiết mục rất là một cái ram màu rất là tươi, rất là sặc sỡ, và nó đúng là theo kiểu là cái sự ấm áp, nhìn vào thấy rất là ấm áp về cái tình nghĩa con người của mình trong cái đất nước Việt Nam này. Cái tiết mục này nó thỏa mãn về cái phần thính giác và cái phần thị giác luôn, mãn nhãn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khúc cuối không biết có bị lấn cấn gì không mà sao cảm giác là nhắc nhẹ trên đó đó. Sao tụi con? Cái phần cuối á, sao phải nhắc nhau vậy? Vừa hát xong đó, con nói vô tai của Quốc Linh cái gì vậy? Con nói gì? Như con mới nói cái gì đó. Đã cuối cùng luôn á. Dạ con nói Quốc Linh là bình tĩnh. Ủa mà có mà bị cái gì mà không bình tĩnh mà? Dạ khi tập hai lần lên sân khấu hát hai lần mặc Linh định hát thêm. Đúng rồi. Tính hát thêm lần nữa. Linh hát thêm lần nữa tại còn nhạc á. Thôi nhắc nhẹ. Thế là con chứng chạc hơn rất là nhiều. Trong bóng đá còn là đội trưởng đó. Thật ra là bởi vì là đêm ngày hôm nay là một đêm thi không loại và lại là một đêm thi về quê hương đất nước, nên cô Hòa cũng không muốn hợp tình lắm. Mặc dù là cô chúc mừng tiết mục của các con, mặc dù có thể trong tiết mục khi mà các con hát á, Quốc Linh đôi khi vẫn bị hụt hơi nè, và hơi thở khi mà không chắc thì về vẫn những phần cuối câu thì con sẽ dễ bị mất hơi và không kéo dài được câu hát của mình đó. Bình thường là cô sẽ nhận xét kiểu như thế, nhưng mà ngày hôm nay thì cô cũng đã nói rồi, đã có. Trời ơi, bài rõ ràng. Không, lúc nào em cũng cổ vũ Quốc Linh hết á, lúc nào cũng ủng hộ và nói rằng Quốc Linh là một cái ngôi sao sáng trong lòng của cô Hòa. Cảm ơn cô. Dạ, và bây giờ hãy lắng nghe gia đình mình nè, ba mẹ sẽ nói gì với tụi con thông qua tiết mục này nha. Xin mời anh Trung. Kính thưa mọi người, là hôm nay thì như Hòa thấy là Quốc Linh hát những câu cuối bị hụt hơi là đúng, chính xác. Là tại vì cách đây 2 hôm Quốc Linh bị bệnh rất là nặng. Vẫn thấy sụt sùi đấy ạ. Bị cảm. Rồi chính Hồ Việt Trung đã đưa Quốc Linh đi bác sĩ, đi nội soi luôn á. Là hiện giờ Quốc Linh bị rất là nặng nha. Bị viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng, bây giờ em đang bị phù dây thanh quản. Nên là hồi nãy giờ hát gì là hay lắm rồi đó, chứ hồi hôm qua là ho rất là nhiều lên. Đó nên là hôm nay lên đây hát như vậy là rất là mừng luôn rồi. Vâng. Nghĩa là ho nhiều lắm. Đó, nói cái ho liền thấy không? Nãy giờ em ghê á. Đúng lúc dễ sợ luôn. Cái là lên ho liền. Khi mà đến với vòng này thì Hồ Việt Trung có nói với hai bé là vòng này mình không có loại, nên tụi con cứ hát thoải mái, cứ diện thoải mái, không có vấn đề gì cả. Mình có ho đi nữa hay là mình có gì đi nữa thì cũng vấn đề không có sao hết, mình cứ hát tiếp tục đi, mình cứ hát thoải mái, vòng này đâu có loại đâu tụi con nha. Nhưng mà cho dù vòng loại đi chăng nữa cũng cứ thoải mái hát thôi, không có gì mà phải căng thẳng hơn một tiếng. Sao chú Trung lại khó tính nữa rồi, gì nói cũng được hết á. Chú Trung khó tính lắm, chú Trung nói vậy qua vòng sau loại rồi các con lại căng thẳng nữa. Vòng loại hay không loại gì cứ lên sân khấu thoải mái, bình thường hết cho cô. Dạ, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong cái tiết mục mở màn của mình rất là ngọt ngào và lãng mạn. Một lần nữa một tràng hỗ tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Thank you. Cảm ơn tụi con, mời tụi con vào trong nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Về đây dù nghe ai hát đưa mời anh mua trái sơ chỉ mận dừa cả mươi trái cây nhang xoài dâu mít ngọt sầu riêng nhớ mái lòng xiên dâu đông về tình biên nghe thương nhớ Hà Tiên nhớ chính lòng nhớ mùi mắm đồng cả sông ngọc hương trăng mênh mông nhớ mùa lúa đầm trổ bông có người nói cười rất đông ghe xuồng mua bán trên sông về bạn liêu tha mời họ hẹn trên đồng người nhớ ai ai về đất lành An Giang hay về thăm người Hậu Giang cô nghe tiếng đàn súng xa câu hò sang sự xe công cô ai nhớ người vợ mong ngóng trong tình vàng ơi bạn nằm nghe tiếng đàn gái lương muốn ai trao bầu không lại Cà Mau cuối trời mến thương rạch giá ơi nhớ người là người nơi đây rạch giá ơi ai hoa tiền giang xuống pha Mỹ thuận ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang đi về Sa Đéc hay là về An Giang miền Cần Thơ gạo trắng nước trong vui niềm vui ấm no cuộc sống miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng ai qua Tiền Giang xuống pha Mỹ Thuận ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ đi về Bình Hải hay đi về Kiên Giang đi về Sa Đéc hay là về An Giang miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng miền Tây ơi sông nước Cù Long chính nhanh phù sa đất lành khắp chốn nở hoa dùng bồi mạch sóng mưa mà muội em dần trăng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu the hàng cây xanh in bóng nghiêng che quanh vườn ao đón khuya lập lòe ai đi miền xa nhớ về quê nhà thăm con đường xưa bên phố miền Tây tiếng cười giọng nói trong cố tình thân thương câu hò câu hát nghe nhạc nhà quê hương tiếng cười giọng nói trong cố tình thân thương câu hò câu hát nghe nhạc nhà quê hương. Yeah! Ngọc Thảo Tiểu Bình xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và vũ đoàn Bất Đắc Dĩ đến từ ba cặp huấn luyện viên. Cảm ơn tụi Cảm ơn con. mấy anh Trời ơi, chị cái trong gì vũ đây, đoàn. cái gì đây? Mấy Ngon dòng nè. trước là cái đội của anh Ngon. Hồ Việt Trung lúc nào cũng cho ăn nhúm. Bữa nay em làm đại gia mà mọi người em cho ăn hết luôn cho khán giả ăn Quá luôn dữ đó luôn mọi người ơi. Đúng rồi. Vỗ tay lên. Trời ơi, dĩa bánh nước đem xuống là xử hết luôn rồi kìa. Anh Nè mình về chỗ mình ổn định đi. Mê ăn quá quên hai đứa nhỏ trên đây luôn rồi. Vỗ tay cho Ngọc Thảo Tiểu Bình. Chị Như. Ủa sao vậy chị Trời Như? ơi, trời ơi lên mà lụm Dạ, món xin lỗi hết mọi những cái người. còn lại luôn. Mà cái tướng Cái này còn nè. Xin lỗi mọi Mặc cái người đầm nha. kia cho sang. Xin lỗi, Ăn cho hết luôn để đây làm chi ủ nè, Mèo ơi. ăn hết luôn đi. Lấy quyền gánh luôn. Trời ơi gánh hết. Mất mặt quá hả? Đất ơi, kìa, trời ơi. Tụi con ơi, đây là những hình ảnh tụi con không nên thấy nha tụi con. Hãy nghĩ là trời đất ơi, có chi vậy trời đất ơi. Thôi vỗ tao một lần nữa giùm em cái. Cảm ơn Lập. Cảm ơn Huỳnh Lập đã mang một cái đại tiệc trên sân khấu luôn về cái đen lẫn cái bóng dành cho hai tụi con ngày hôm nay một lần nữa. Chúc mừng tụi con. Ê mấy đứa ăn bánh tráng ngon lắm nè. Ê khoan nè, trời đất ơi, lo ăn xong nhận xét mấy đứa nhỏ đi chứ hả? Trời, trời đất ơi, cái gì vậy? Hay rồi. Trời ơi, chết rồi, thiệt tình luôn á. Thoải mái đi cho mấy bạn bên đây nè. Tiền của cha của mẹ tôi để lại, giờ cho chúng ăn hết trơn rồi, trời đất ơi. Một lần nữa, một tràng hố tay cho hai bạn nhỏ. Rồi bây giờ mình ổn định vị trí, mình ăn no chứ. Tiếng mồm hay. Cảm ơn chị Như. Anh Duy mua chuột thành công rồi đó con. Hay á anh Duy. Ỏi ngon, ỏi ngon. Cảm ơn anh Duy. Nhưng mà tụi con hát hay lắm. Tụi con một tiết mục dễ thương. Là em có cảm giác như em ở quê em á. Quê em là Ngã Bảy mà, nó là sông nước Phụng Hiệp Ngã Bảy. Thì khi mà cái tiết mục này lên á, làm cho em có cảm giác là em đang ở ngay cái chợ Ngã Bảy á. Mọi người xúm lại ăn uống rồi chơi. Thiệt như ở chợ thì không có ăn giật như tụi em. Nhưng mà thật ra là nó làm cho em có cái không gian đó. Và cái hát của tụi con á, với cái bài này nó cái tạo cho cô cái sự mộc mạc rất là đáng yêu, ngọt ngào lắm. Nên cô cảm thấy rất thích. Dạ cảm ơn chị Như. Dạ mình ăn tiếp, ổn định. Xin lỗi mọi người. Rồi hát đi con, hát đi. Thi chưa? Hát rồi. Dạ. Hát xong nãy giờ rồi. Quá nãy giờ hả? Trời ơi, tôi múa đâu biết gì đâu. Trời đất ơi. Trời ơi, đánh lừa tôi. Không phải đánh lừa. Nghe gì chứ trời. Đây nè mấy anh chị, nghe em phân tích đi. Thường á là mình ngồi một chỗ mình nghe nhạc đúng không? Bây giờ mình vừa vui chơi mình vừa nghe nhạc. Còn có gì bằng mà đi du lịch sông nước miền Tây mà nghe râm ran hai tiếng hát của hai cô bé. Đúng. Còn gì tuyệt vời bằng tất cả mọi thứ vô cùng chân thực trên sân khấu này. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Giọng hát ngọt nhưng mà mặn hơi chua nha. Trời ơi. Trời đổi lại. Cô Hòa ơi. Và đội nhà đây. Thật ra là cái khả năng về cái hát về miền Tây á thì đây không phải là một cái điều xa lạ gì với các con cả. Nên là ngày hôm nay hát về một ca khúc về quê hương thì em đã chọn cho các con những ca khúc gì mà nó chân thành mộc mạc nhất, nói về miền Tây để các con có thể thỏa sức của mình để hát. Nên các con cũng rất là thoải mái để có thể thể hiện bài này. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là các bé của đội của em không hề biết diễn. Bởi vì vậy chú Lập luôn luôn là người mà diễn, không? Là người đã nghĩ ra rất là nhiều thứ để có thể tôi là những con cờ. Một âm mưu. Mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp em. Em không bao giờ suy nghĩ mấy anh chị những con cờ luôn á. Trong mắt em mấy anh chị là những con rối. Kêu gì làm đó, kêu lên lên, kêu ăn ăn, kêu gì làm đó. Kêu gì làm đó. Ủa chắc là kêu gì làm đó luôn á. Nhưng mà tại vì ham ăn đúng không thì mới lên. Vừa được ăn, vừa được nghe, vừa được xem, chúng ta sẽ vui vẻ nhất để cảm nhận. Cảm ơn một tiết mục rất là chân thật như thế. Và đặc biệt hơn là chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục mà tất cả quý vị khán giả sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Một lần nữa một tràng hó tay cho Tiểu Bình và Ngọc Thảo. Một tràng hót tay cho Mỹ Anh và Thu Huyền. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Quý vị thân mến, dành cho hai bạn nhỏ một tràng hót tay nữa được không ạ? Cảm ơn mọi người. Sao không ạ? Thật sự là bình thường em thấy các con rất là ngầu ấy, xong hôm nay biểu diễn kiểu điệu đà thuộc bình thường hay tiếng Anh đúng không? Bình thường hay tiếng Anh hết rồi. Nhưng mà thật sự em không thể ngờ một cái vấn đề này, đó chính là có rất là nhiều người lớn ấy, là chỉ hát hay tiếng Anh thôi, nhưng mà hát sang tiếng Việt là không ai. Nhưng mà riêng hai con ngày hôm nay tiết mục rất đẳng cấp luôn. Các con hát cái thể loại này là một thể loại rất là khó. Cô biết chắc chắn là không phải thể loại sở trường của chú Duy rồi. Thể trường của cô Như. Cho nên là thật sự các con hát được những cái bài hát như thế này và thể hiện được tinh thần của nó, vừa đẳng cấp vậy vừa rất là ngây thơ, dễ thương. Cái điều mà tụi con giỏi là gì? Đó chính là cái sự hóa thân, cái sự thay đổi của tụi con. Tụi con không có bị một màu, tụi con không có bị đúng cái dòng nhạc đó là tụi con sẽ hát tốt cái dòng nhạc đó. Tụi con có thể được chú Duy cũng như là cô Như giúp tụi con khai thác thêm nhiều khía cạnh khác. Và đâu đó biết đâu con có thể hát dòng nhạc bolero hay là dân ca mang hưởng trong ca Nam Bộ thì sao. Chú nghĩ rằng là tụi con có tiềm năng để khai thác đa dạng ở dòng nhạc nữa. Chúc tụi con có thêm một cái sự đổi mới trong tương lai nữa nha. Tiếp tục xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi. Tiết mục dễ thương, ngoài cái sự mà cháy hết cả cái bài thì cô Diệu Nhi rất là thích một cái điều đặc biệt giữa hai con là cái biểu cảm trên gương mặt hai con á. Từng câu từng chữ tụi con nhấn, những cái liếc mắt của tụi con nhìn rất là lý rắc, rất là tinh nghịch, rất là dễ thương luôn. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Khi mà tụi con diễn là chú quên đi là chú là đang làm huấn luyện viên nữa, mà chú đang nghĩ là chú là một khán giả đang mua vé ngồi coi tụi con diễn, hòa nhịp theo tụi con. Chúc mừng tụi con, tiết mục rất xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Vậy chú trả tiền vé chưa chú? Dạ. Trả tiền vé chưa? Lát trả cho bên này. Dạ, lát em cho số tài khoản nha. Đúng rồi. Số tài khoản. Chuyển khoản đi. Chứ bây giờ là mua vé mà chị đúng không? Người ta có lòng ta mua, mình có lòng mình nhận thôi. Thôi nhưng mà bây giờ không lấy tiền đâu. Tại vì cảm ơn các cô chú ở đây đã cho những cái lời khen mà nói thiệt luôn có cánh, làm cho các con có thêm động lực để mà vào vòng trong mình sẽ tự tin hơn. Các con thấy không? Mình chỉ cần thoải mái thôi, làm các cô chú thích rồi. Các con đã có cái khả năng của mình rồi. Quan trọng là khi mà trên cái sân khấu Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này là hơn nhau. Đó là cái bản lĩnh của mình trên sân khấu. Do đó các con cứ thoải mái biểu diễn đi. Từ trái tim sẽ đến trái tim. Chúc mừng các con. Cảm ơn cô Như. Còn chú Duy một lần nữa xin mời chú Duy. Chú nghĩ là giữa chúng ta có một cái gu âm nhạc khá là giống nhau. Giữa chú và tụi con có một cái sự kết nối về tinh thần âm nhạc. Hy vọng là sau này dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Và nếu mà có những cái và cần sự tư vấn của chú thì chú sẽ luôn ở đó để mà tư vấn cho tụi con và tất cả những bạn khác trong đội của mình. Quá đáng yêu. Xin được cảm ơn tinh thần này của đội. Một lần nữa chúc mừng tụi con. Đó chính là Mỹ Anh và Thu Huyền. Tiếng Việt ru bên nỗi, tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dợp mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng sao bên bàn quê. Cho con nhìn quê mình tình yêu, tiếng Việt trong bài thơ có người giữa chính phủ ngồi mỗi môn đợi chờ chính phủ. Hóa đã rồi lời ca vẫn còn, tiếng Việt còn trong mọi người. Người Việt con thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào hào hùng xưa mãi vòng ngàn sâu. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nói đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Cá bao, cá bao, cá bao. Điều chi? Ba quân tướng sĩ đã sẵn sàng, chờ trưng nữ chủ phất cơ khởi nghĩa. Lôi. Dạ. Nhị em. Dạ. Truyền. dân hiền cho nó sống mãi mãi thanh bình. Nhìn lớp lá quân đi trùng trùng, nhìn gấm vóc non sông dịp trùng, ta quyết đi từ lấy bình yên. Ta là dân nước Nam, muôn đời ôm đất mẹ thôi, yêu lấy trẻ con suối cho dù mãi mãi muôn đời. Vẫn đứng tiến con ngàn dặm, dòng máu chảy trong tim cồn đồng, con sẽ đi về phía đất trời thân mến. Đó chính là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê cùng với Cascader Tuấn Voi. Cảm ơn tụi con đã mang lại một không khí rất là hào hùng trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2019. Một lần nữa, một tràng hỗ tay cho hai con được không ạ? Xin mời chú Duy và cô Như ạ. Ủa anh dựng tiết mục chung kết hả anh? Trời, nhìn rất là chung kết luôn. Quá trời, hoành tráng quá, nổi hết da gà, rất là hào hùng. Thật sự chú rất là nể cái tư duy và cái đầu của chú Trung và cô Nhi đã dựng cho tụi con như thế này. Khó để giải thích, khó để diễn tả cái tâm trạng, cái cảm xúc của chú bây giờ. Tại vì thật sự là đây là một cái bài hát đủ hào hùng. Và trong cái đêm ngày hôm nay các con thoải mái lắm. Và giống như là tụi mình đang được coi một cái đêm nhạc, gọi là một cái đêm nhạc để tôn vinh những cái điều đẹp, tốt đẹp ở trong văn hóa và lịch sử của nước nhà tụi mình. Như thế này khi mà các con bước ra sân khấu, và thật sự cô phải nói là hai đứa con hôm nay đẹp kinh khủng. Cái hình tượng đúng không quý vị? Cái hào khí á chị Như hả? Rất là đẹp. Tại vì cô không biết tại sao nhưng mà nhìn các con sáng và đẹp ơi là đẹp. Và cô tin rằng các con là nhân vật. Và khi mà các con biểu diễn á, cô cảm thấy tự hào dân tộc á. Đúng là nổi da gà thật sự. Và đây là một cái tiết mục rất đẹp mắt, mãn nhãn và nghe rất là đã. Cảm ơn cô Như, cảm ơn chú Duyên. Còn đối với Hòa Minh Di, em không biết làm sao nhưng mà em rất là ít khi khóc khi mà xem những vở diễn tâm lý xúc động. Em rất là khó khóc luôn ấy, không biết làm sao. Mặc dù là em vẫn cảm nhận được. Tuy nhiên khi mà vừa nãy lúc mà phân đoạn mà các con chiến đấu ấy, thật sự là em xúc động vô cùng. Lúc đấy em tưởng tượng như là mình đang sống và đang được nhìn thấy các anh hùng đang chiến đấu vậy á. Các con đã lột tả quá sức là xuất sắc. Và các con ở cái tuổi này mà con đã làm được như thế. Các con nhập tâm đến mức mà cô không thể rời mắt được ra. Và cô đến lúc mà các khán giả vỗ tay cô cũng không biết là bên ngoài vỗ tay nữa. Bởi vì cô quá là tập trung. Và thật sự là các con ở tuổi này các con đã diễn giỏi như thế rồi. Các con đã xuất sắc và có một cái giọng hát trong và sáng như thế. Và muốn trở thành một ca sĩ thì các con sẽ tập trung này, diễn xuất càng ngày càng giỏi rồi. Chúng ta sẽ cố gắng hát phải xuất sắc hơn nữa để chắc chắn hứa với cô là mai sau các con sẽ là đồng nghiệp của cô Hòa. Cảm ơn cô. Chắc chắn hồi nãy giờ là rất là nhiều những lời chia sẻ có cánh dành cho tiết mục này. Không biết là cảm xúc của anh Trung và Diệu Nhi như thế nào, xin mời. Hai con trình diễn xong là cô Nhi với chú Trung muốn tụt huyết áp luôn á. Bởi vì cái quá trình mà mình tập cái tiết mục này rất là vất vả, mà các con có quá nhiều thứ phải nhớ. Đôi khi cô Nhi còn phải nói với chú Trung là anh Trung ơi bớt lại đi, thấy hơi nhiều quá rồi, tụi con nhiều quá rồi, sợ tụi con sẽ hát bị đuối. Cả những cái câu thoại, những cái lời thoại của các con thì nó quá xa lạ với các con. Nhiều khi các con thoại các con không hiểu, cho nên lúc mà tập các con không nhớ được. Tại vì mình không hiểu thì khi mình nói là mình không có nhớ sâu được. Thì khi như vậy thì Nhi với anh Trung có bàn với nhau là anh ơi bây giờ bé nó không nhớ, mà tập rất là nhiều lần mà vẫn không nhớ. Thì Nhi mới nói là anh Trung bây giờ cho mấy anh chị vũ đoàn đằng sau á sẽ nhắc cho các con. Đến khi mà những cái lúc mà các con không nhớ thì anh chị đằng sau sẽ nhắc. Thì hai con không chịu, hai con nói dạ không, tụi con sẽ về, tụi con sẽ thuộc và tụi con sẽ diễn, tụi con không có muốn ai nhắc tụi con hết, tụi con muốn tiết mục thì là hoàn hảo. Thì khi mà Nhi và anh Trung nghe hai con nói như vậy thì cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy là hai con sẽ làm được. Ngày hôm nay tụi con làm cho cô cũng rất là muốn khóc sau khi mà trình diễn xong. Hai con làm cho cô Nhi và chú Trung cảm thấy rất là hãnh diện, rất là hạnh phúc luôn. Lời hồi nãy khi Thanh Duy hỏi anh Trung này làm chung kết hả? Đối với Hồ Việt Trung, Hồ Việt Trung rất thích dàn dựng như thế này. Tụi con không phải lúc nào tụi con cũng được đứng trên những sân khấu lớn như thế này, được các chú ban nhạc đánh cho tụi con hát, rồi có sự dàn dựng như thế này. Sau cuộc thi này, tất cả máy quay này quay lại, đó sẽ là những kỷ niệm rất đẹp cho tụi con sau này nữa. Nên là chú muốn dàn dựng thật ấn tượng cho tụi con khi tụi con đến với cuộc thi này. Và đối với Hồ Việt Trung, đêm nào cũng là đêm chung kết. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Một cái tinh thần rất là quyết liệt đúng không ạ? Và đặc biệt hơn hết là dành hết tất cả các tâm sức dành cho tụi con và các bạn thí sinh nhí ở trong chương trình này. Một tràng vỗ tay cho hai bạn. Chúc mừng. Rồi là tiết mục Tình Cha, một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn với Thái Quang Hiểu. Dạ, cho Tài Nghĩa mượn cái được không? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Chưa bao giờ em thấy cái bài Tình Cha vốn là cái bài trữ tình mà bữa nay được làm lộng lẫy rần rần như vậy. Có cảm giác giống như ngồi nghe trong nhạc viện vậy đó. Rồi đã vậy, cây vĩ chịu nổi không? Cái này thiệt đúng là chỉ có cô giáo Yến Trang mới nghĩ ra thôi chứ không ai hết trơn. Cô giáo Yến Trang của con á, cũng được mệnh danh là tắc kè bông đó con. Đó. Giờ một cái áo của cổ đi, bữa nay lấp lánh 1000 màu trển, con thấy không? Đó. Con hát cái bài này nè, cái cảm xúc của con như thế nào hả Hiểu? Con rất là thương cha con. Cha con ở đâu nè? Dạ cha con. Đến ôm cha, hung cha một cái luôn đi được không? Bày tỏ tình cảm của mình với cha mình luôn. Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất. Khi Quang Hiểu xuất hiện bên cạnh chiếc piano thì tôi tưởng tượng chắc sẽ hát một cái bài nào đó nó mang tính chất giao hưởng một chút, nhạc nhẹ. Tuy nhiên từ một cái bài mà người ta thường hay gọi là nhạc sến, mà cái dòng nhạc mà tôi yêu thích, khi hát lên với cái piano, với dàn violon, tôi là một cái người rất là khó khăn khi nghe trong cái dòng nhạc này. Nhưng tôi nghe tôi vẫn cảm thấy nó rất là thích, dù các bạn làm rất là mới. Còn về Quang Hiểu, thể có những người hát tốt, giọng trẻ vang, nhưng mà tìm cái tình ở trong đó khó. Học á, thì con có thể học được nốt cao, nốt trầm, con có thể học về thanh nhạc được, nhưng khó học về cái tình được. Cái tình đó nó xuất phát từ trong người của con. Và ngày hôm nay con thể hiện được cái tình. Chú thích nhất cái đoạn mà con bỏ nhỏ, cái đoạn sau cùng á, chú cảm thấy nó đã. Khi con xuất hiện lên sân khấu, nhìn con rất là chững chạc, đàn ông mạnh mẽ. Chú dùng cái chữ soái ca. Con rất là đẹp và rất là sáng sân khấu, trong cái bộ vest lịch lãm. Và con đứng con hát rất là tự tin. Chú nghĩ con đã thành công. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Cái phần xử lý của con hôm nay á, thì cô phân tích cô thấy là cái cô rất là thích ở chỗ là con hát theo cái kiểu của con không có hát theo những cái phiên bản cũ là phải luyến đúng những cái chỗ mà chú Ngọc Sơn đã từng hát. Cái đó là cái rất là hay, bởi mình đi thi thì mình hát những cái là riêng của mình. Bởi cô Yến Trang cũng đã muốn nhắm vào cái điều đó là bài hát rất là cũ nhưng mà con làm theo cách của con, làm theo kiểu của cô Yến Trang. Cho nên cái đó là cái mà con thu được cái sự hấp dẫn về cái tiết mục của mình. Cái cảnh mà con tới con ôm ba của con á, làm cho cô muốn rớt nước mắt luôn. Bởi vì cô á, theo cô là trong những cuộc thi, mà nhất là thi dành cho tụi con, là những đứa nhỏ đó, mà hát về ba, về mẹ là dễ đem lại cái sự xúc động cho công chúng lắm. Mà nhất là giáo dục cho tụi con là luôn luôn nhớ ba mẹ, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng ở bên cạnh mình trên mọi chiến tuyến. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Khi các nhạc công là học cổ điển thì những cái quy tắc về cổ điển rất là khó để mà mình đã quen như thế ở nhạc viện lâu năm rồi. Nhưng mà hôm nay cầm cái cần đàn violon lên mà bật đèn lên, tự bản thân mỗi một người cũng có cảm thấy sự thú vị riêng. Và chính tất cả mỗi một người trong tổng thể của tiết mục có một cái niềm vui riêng, nó cộng hưởng với nhau. Và nếu như đây là chương trình người lớn hoặc là hiển hát không có cái cần đàn mà có đèn như thế thì mọi người sẽ thấy bình thường. Nhưng đây là chương trình thiếu nhi, cho nên sự hấp dẫn và thu hút sự chú ý của lứa tuổi là điều cũng hết sức là quan trọng, mà cũng rất là tinh tế để cô Yến Trang đưa vào. Nó cộng hưởng chung mỗi một niềm vui góp lại. Và con xem gương mặt của các nhạc công kìa, không có bật đèn nó khác, mà bật đèn nó khác. Chúc mừng con. Con biết tại sao không? Chú Bạch thích lắm, bởi vì chú Bạch được mệnh danh là ông hoàng đèn led đó con. Đúng rồi, mắt kiến của chú Bạch cũng đèn led, giày cũng đèn led. Bữa nay chú Bạch là hiền, chú Bạch là gắn hộp, gắn đinh này kia thôi. Không, chứ bình thường khi em thấy nhạc công á, dữ lắm. Nhạc công mà lúc mà khi bật cái cần đàn lên á, mà để cái gương mặt sáng đó là tự nhiên em thấy tập trung hết vô anh nè. Thì ai cũng coi anh rồi đó, chỗ nào anh cũng gắn đèn, bữa nay họ cũng gắn đèn, họ hát thương anh. Xin cảm ơn những sự chia sẻ rất là dễ thương của các vị giám khảo. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc mừng Quang Hiểu nha. Nguyên Mông đang định xâm chiếm nước ta, rồi đây báo cảnh tóc tan phủ trùm lên quê hương Đại Việt. Không, không, ta không thể để nước ta chìm trong máu lửa. Toán muốn được hỏi bằng để tìm kế chống giặc Nguyên Mông. Chuyện gì? Chuyện gì mà làm náo loạn cả bến Bình Thang, nơi mà hoàng thượng và các vương hầu đang họp bàn chuyện đại sự? Cớ sao ngươi lại đến đây gây náo loạn vậy hả? Trần Quốc Toản xin được tham gia hội nghị cùng vua và các vương hầu để góp sức mình ra tay chống giặc. Phép nước kỷ cương đã rõ ràng, hãy về mau, không thôi á thì bị phạt. Tuổi của nhà ngươi còn quá nhỏ thì biết chi chuyện nước nhà. Tình yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái, tuổi nhỏ nhưng trái tim luôn sôi sục máu căm hờn quân giặc, rèn luyện võ nghệ, mong được góp sức mình ra tay chống giặc xâm lăng. Thôi, hãy về đi, về mà lo chuyện học hành. Còn không thôi, phép nước sẽ không tha. Toán không phải là trẻ con, Toán muốn được góp sức mình để ra tay đánh giặc Dưỡng Sơn Hà. Hoàng thượng gia lâm. Hoàng thượng giảng tôi. Bình thân, có chuyện chi náo loạn nơi đây, trong khi ta và các vương hầu đang họp bàn chuyện nước nhà? Dạ kính thưa hoàng thượng, Toản muốn được họp bàn chuyện đánh giặc Nguyên Mông. Chẳng hay em ta năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? Em hãy về lo chuyện học hành, chuyện nước nhà đã có ta và các vương hầu lo liệu. Dạ kính thưa hoàng thượng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, như Toản đây cũng muốn góp sức mình để ra tay chống giặc. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Dạ, như thanh giống năm xưa loại trừ giặc ân, dạy sách dương cao quân thù kiếp kinh, làm rạng danh sư sơn là người con Đại Việt thân thương, không thể nào lặng im. Vậy hôm nay em cất công lặn lội vượt đường xa đến bến Bình Thang, ngoài ước mong được tham gia cuộc họp Vậy còn điều chi em hãy nói. Thôi được, ta cho em một quả cam này. Cam gió xanh nhưng ngon ngọt vô cùng. Con muốn được lụm bà, nào có cần gì ngon ngọt của cam. Giận nước lâm nguy, sao nỡ đứng nhìn. Thôi em chớ có dỗi hờn, mà hãy về lo chuyện bút nghiêng. Qua thương ơi, xin người hãy nhận đây là trái tim nồng nàn tình yêu non nước. Bầu nhiệt quyết sụp sôi trước nguy cơ quân thù xâm lăng, thì gia nào con an tâm trước sự hung hăng bạo ngược của quân thù. Tuổi 15 Toản đã hiểu được ngọn ngành. Xưa phù động Thiên Dương đã làm nên chiến tích quyết giữ gìn gương thổ non sông. Thì có khác gì khi Toản đã luyện được võ văn, tập hợp anh em nguyện cùng sống trần. Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, quyết xả thân cứu lấy sơn hà. Gương thay gương sáng ngây thơ của người thiếu niên, bao năm ôn nhuận đèn xanh lời em chân thành. Vì biên cương khôn nguy vô cùng mà em đây quyết tâm. Thôi để em nhé, đừng để mẹ hiền trong mong. Giữa lúc này mà bắt ta phải dùng cam, như trẻ nhỏ thèm vị ngon ngọt từ cây trái. Không hoàng thượng ơi, lẽ nào người lại không cho Toàn được sông pha nơi chốn xa trường. Quan thương quả cam ư? Hiện giờ ta chỉ muốn cùng quân đại Việt đánh tan loại giặc dữ. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Cờ tung bay lòng gió, nội gương bố tiên bao đời. Cứu lấy quê nhà, lên núi quân nguyên tràn sang. Quyền cùng non nước, lòng còn trung hiếu. Trời Nam xứng danh còn đồng tiền, lòng còn trung hiếu. Trời Nam xứng danh con rồng tiên. Phá quân đến báo quan thân, thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Trần Quốc Toản rao quân với bé Ngọc Tâm cùng sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Minh Trường, Nam Trung và Vũ Đoàn Chuông Gió. So với tất cả những vai, những bài mà con đã làm cho đến thời điểm này, con sẽ gây một sự ngạc nhiên rất là lớn. Vũ đạo rất là khó, văn phong, khẩu khí để thể hiện một vai nam Trần Quốc Toản ở đây. Con đã có một cái niềm tin rất là lớn về điều đó, được thể hiện trong từng câu, từng chữ và động tác rất là dứt khoát. Và con luôn luôn nhớ điều này và không bao giờ con quên, con đang là con gái, mà con đang là nhân vật. Và cái điều đó con đã làm một cái đường dây xuyên suốt và diễn rất là chi tiết, từ ánh mắt đến cử chỉ, động tác và kết hợp với vũ đạo, văn phong. Con làm thành một cái nhân vật làm say đắm lòng người. Mọi người không thể rời mắt được vào nhân vật và cảm nhận được tinh thần yêu nước. Mà cái này là cái khó nhất. Ngoài vũ đạo ra, ngoài văn phong ra, con thật sự là con yêu mến quê hương đất nước thì con làm mới được, chứ con không thể diễn mà trong lòng con không yêu. Và tình yêu đó con chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Con xuất sắc, con giỏi lắm, con tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Wow, quá trời những lời khen tặng từ giám khảo Thanh Bạch dành cho con. Thế còn chú Hoài Linh thì sao ạ? Cái thần ở trong con mắt con á, rất là hào khí, một cái sự yêu nước mãnh liệt con đã thể hiện được ở trong vai của Trần Quốc Toản. Thật sự ra thì chú không nghĩ là con đảm đương cái vai này nổi đâu. Khi mà chú gặp con ở ngoài, con nhẹ nhàng mà con thấy con im ắng lắm rồi. Chú không có thấy con mà mắt con mà dữ hừng hực như vậy đâu. Chú phải khen một cái điều này này, là cái người mà dàn dựng cho con á, tức là ông Năm của con á, rất là khôn khéo. Những cái đoạn mà khán giả vỗ tay con đó là những cái đoạn mà ông ấy biết con yếu. Con là nữ mà còn nhỏ nữa, con không có thể nào nhấn được cái điểm đó mạnh. Thì ông thả cái nhạc vô cái đùng, người ta vỗ tay liền. À, ông này ông quỷ chứ không phải ông người phàm đâu con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin chúc mừng Ngọc Tâm với Trần Quốc Toản quá tuyệt vời. Cảm ơn các vị giám khảo. Thưa quý vị, tiết mục mở màn cực kỳ ấn tượng thưa quý vị, bé Huỳnh Hồng Ân. Trời ơi, thánh giống dễ thương quá. Một cô bé nhỏ xíu xìu xiu như thế này thôi mà quý vị thấy đó, vừa ca vừa diễn, quá bất ngờ luôn. Không biết xem xong tiết mục này thì ông Nam Hữu Quốc có muốn chiêu dụ bé về cho đội của mình không ông Nam ha? Lần đầu tiên thấy con ca một cái loại mà cái trường phái vô giọng cổ mà người ta bất ngờ, không biết đó là câu giọng cổ á. Đúng á. Con làm bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Nam thích con dễ sợ luôn á. Mai mốt cái ông Nam dạy con ca cải lương mà hay hơn hôm nay nữa. Hôm nay là con quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn ông Nam Hữu Quốc. Ngày hôm nay là một cái điều bất ngờ là khi con hát đó, con vô nó không bị trên bị phô. Mặc dù cái câu giọng cổ như là ông Nam Quốc nói là con vô, chú tưởng là con vô bài bản, con vô lý, cuối cùng con xuống giọng cổ đó. Nhưng mà con vẫn vô đúng mới hay chứ. Con lạng đi một vòng rồi con về, con đáp đúng ngay cái sân bay con cần đáp. Đó là một cái điều mà chú thấy rất là thú vị và rất là dễ thương. Con hát lại câu giọng cổ nãy cho mọi người nghe được không? Là con cháu rồng tiên kiên cường bất khuất, nao chí hoài hồng. Giọng cổ mà con vô hồi nãy đó, cái kiểu đó là vô kiểu năm xuân sàn xê, đổ qua sàn xê rồi nó muốn xuống giọng cổ nữa. Mà hay nhất là cái nó vô cái bài Duyên Kỳ Ngộ á, không có rau không có gì hết trơn rồi. Đâu, tự nhiên vậy cái nhảy nhào vô cái bài Duyên Người Ngộ hay thiệt, rất là phải nói là cô không còn lời lẽ nào để nói mà gọi là khen con nữa hết. Con cảm ơn cô. Ừ. Con cảm ơn cô nghe cũng hay nữa. Con cảm ơn cô. Giống cô. Nếu chú muốn tập giống cái giọng của con thì chú luyện thanh đi. Con ơi, con luyện thanh như thế nào con có thể con chỉ cho chú được không? Những mẫu câu mà chú thích. Mi 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 ma. Rồi đó, đó bây giờ thì chú có cái giọng nói giống với con rồi đó. Trong cái tiết mục này á, cái cô thích là con không cần phải di chuyển, phải nhảy múa gì nhiều hết á, con chỉ đứng một chỗ để thể hiện cái tinh thần của thánh giống và con thể hiện được điều đó, con lột tả được cái nội tâm của thánh giống. Như vậy là thành công. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Giỏi. Con có một món quà của cô Đoàn Trang. Ôi trời đất ơi. Có quà cho cô Đoàn Trang. Gì đây? Này. Trời đất ơi, cái gì mà hôm nay đi chấm thi mà con được tặng quà nữa ta ơi. Biết vậy nãy tôi không thèm khen. Mà dở ra nguyên cục phấn nè nha. Một bức thư. Phấn trắng. Trời ơi, cô Đoàn Trang ơi, con yêu cô nhiều lắm. Wow. Chết cô Trang rồi. Chết cô Trang rồi. Cô Trang chịu không nổi rồi. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Cô rất là mừng là tụi con đến đây học được nhiều thứ. Bên cạnh đó là tình cảm của các cô chú và các con được gắn bó với nhau nữa. Cô hy vọng là sau cuộc thi này, nếu như các con cần gì các cô chú thì bản thân cô là cá nhân cô sẽ luôn ở bên con. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ sẽ là điểm số từ hai vị giám khảo nha, dành cho bé Hồng Ân. Đó là xin mời cô Đoàn Trang. Xin mời giám khảo Ethiopia cho biết kết quả số điểm của thí sinh chúng tôi. Hết hồn. Không phải vì lá thư này, đây là tất cả những gì qua một quá trình cô đánh giá Hồng Ân. Tiết mục này con được 9,75 điểm. 9,75 điểm. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. 0,75 cộng với 9 điểm. Như vậy là giám khảo Thanh Bạch dành cho bé Hồng Ân của chúng ta là 9,75 điểm. Cảm ơn hai vị giám khảo. Sống hồng ăn chén cơm đầy, em nhớ đất gần. Xin chúc mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử bạc liêu, đâu con sọt tay túi quần làm công tử bạc liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử bạc liêu đốt tiền nâu trấn, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con, khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thỏng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi, bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại, đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hậu, ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa vậy. Yeah, đúng rồi. Yeah. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm. Chúc mừng con, điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng 10. Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Đại tài hai mùa tớ lấy cô xinh quá, cô xinh giấy quá. Xin thay mùa thu trên ngàn, bầu trời cảnh vỡ ý. rồi, hôm nay là một điều bất ngờ nữa. Quang Hiểu đã mang đến cho chúng ta với tiết mục Chầu Văn này. Quang Hiểu là người miền Nam, phải phát âm tiếng Bắc và nhập vào trong cái không gian của cái thể loại. Thì đây là một thể loại rất là khó mà con làm rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Chú xin chúc mừng con. Trang phục của con cũng chỉnh chu, nói chung áo, váy. Nhưng mà chỉ có chú tiếc cái này nè, cái đoạn cuối mà xe loan thanh giá hồi cùng đó, và giá như con cầm cái quạt luôn, con che lên thì nó đẹp hơn. Bởi vì thay vì cái khăn phủ diện màu đỏ thì con cầm cái quạt con che lên thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn ý kiến của giám khảo Hoài Linh. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe xem hai vị giám khảo trong số 4 vị đây dành cho mình bao nhiêu điểm nha. Xin mời cô Thanh Hằng. Cô sẽ gửi cho con 9,75. 9,75 từ giám khảo Thanh Hằng. Mời chú Hoài Linh. Chú gửi cho con 9,75. 9,75. Chúc mừng con nha. Còn cô Đoàn Trang và chú Thanh Bạch thì chúng ta sẽ biết sau.